11 loại sữa rửa mặt trị mụn lành tính không làm khô da Chúng ta đều biết các sản phẩm trị mụn nổi tiếng với khả năng làm khô da. Nhưng những loại sữa rửa mặt trị mụn này có công thức rất dịu nhẹ, lành tính nên da bạn sẽ không bị bong chóc. Cho dù bạn đang cần trị mụn trứng cá, mụn đầu đen, làm giảm thiểu mẩn đỏ, ngăn ngừa mụn tương lai thì chọn đúng sữa rửa mặt cũng là bước quan trọng đầu tiên. 1. Action Clearing Clean Clay nếu phương pháp điều trị bằng axit salicylic hoặc axit glycolic quá mạnh đối với da của bạn, hãy thử dùng chúng dưới dạng sữa rửa mặt. Chúng vẫn giữ nguyên khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông và tẩy tế bào chết, nhưng với tốc độ nhẹ nhàng hơn, dễ thích ứng hơn. Giá 33 đô la, 759,495 Việt Nam đồng. 2. Salicylic Acid Action cộng Clay Các sản phẩm trị mụn có thể ngốn rất nhiều tiền của bạn. Thật may là sữa rửa mặt chứa axit salicylic của List chỉ có giá 9,99 đô la (230,15 Việt Nam đồng). 3. Regenerating Clean Clay Sữa rửa mặt đất sét cao lanh và vỏ cây liệu trắng của Tata Harper rất đáng đồng tiền bát gạo vì nó hoạt động mạnh như một phương pháp điều trị mụn hàng tuần. Giá 42 đô la (966,63 Việt Nam đồng). 4. Purifying Face Wash Sản phẩm này có chiết xuất từ dễ cây ngưu bàng và quýt đặc biệt phù hợp với nhu cầu trị mụn trứng cá. Nó cũng rất dịu nhẹ nên da bạn sẽ không bị bong chóc. Giá 34 đô la, 782,51 Việt Nam đồng. 5. Ifacre Medicated Gel Acid Face Wash Trong sản phẩm này có axit salicylic 2% giúp trị mụn, còn các thành phần không chứa hương liệu khác làm sạch mà không gây kích ứng giá 14,99 đô la, 344,995 Việt Nam đồng. 6. Accent Solution Cleansing Foam Rửa mặt dạng bọt bông xốp vừa tạo cảm giác sang trọng, vừa có khả năng tẩy rửa nhẹ nhàng hơn nhiều so với gheo. Bọt rửa mặt của Clinic được tạo ra để hỗ trợ quá trình trị mụn vì thế nó sẽ giúp bạn xử lý các nốt mụn hiện tại và ngăn ngừa mụn trong tương lai. Giá 22,5 đô la, 517,838 Việt Nam đồng. 7. Benzoyl peroxide action treatment was 2.5%. Vi khuẩn, mụn đầu đen, mụn đầu trắng và lỗ chân lông tắc nghẽn đều phải đầu hàng trước sữa rửa mặt benzoyl peroxide. Giá 49 đô la, ba 127, 735 Việt Nam đồng. 8. Action control clarifying pink clay. Trong dòng sữa rửa mặt này, acid salicylic trong là thành phần chính nhưng nó cũng có tinh dầu bạc hà làm mát và chiết xuất trà xanh giúp ngăn ngừa mẩn đỏ. Giá 12 đô la, 276,18 Việt Nam đồng. 9. Deep Clean Sinh Phong Deep Clean Sinh Foam là hỗn hợp tẩy tế bào chết, giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa, để lại cho bạn làn da sáng khỏe nhờ nước suối khoáng Nhật Bản và chiết xuất thực vật. Giá 36 đô la, 828,54 Việt Nam đồng. 10. Eradicate Daily Clean Clay Dòng sữa rửa mặt này không chứa sun phát, có 3% lưu huỳnh là thành phần chính để trị mụn. Bạn có thể dùng nó hàng ngày. Giá 40 đô la, 920.600 Việt Nam đồng. 11. Oil Free Action Face Wash with Salicylic Acid Loại sữa rửa mặt này nổi tiếng đến mức được gọi tắt là sữa rửa mặt màu cam của Neutrogena. Nó có công thức dịu nhẹ, không làm bong chóc da và dùng được hàng ngày giá 6,69 đô la 153,97 việt nam đồng